Chào buổi trưa tất cả mọi người, mình sẽ đến nhanh với tình hình trưa ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8. Thì hôm qua Tiền Giang vượt mốc 6.500 ca Covid-19, đã quyết định phong tỏa toàn bộ thành phố Mỹ Tho. Thì từ 0 giờ ngày hôm qua 18 tháng 8, thì thành phố Mỹ Tho triển khai kế hoạch là phong tỏa để xét nghiệm tầm soát trên diện rộng SARS-CoV-2 nhằm sàng lọc F0 qua cộng đồng. Hiện nay thành phố Mỹ Tho đã ghi nhận 2.500 ca mắc Covid-19, trong khi đó toàn tỉnh Tiền Giang đã vượt mốc 6.500 ca. Thì theo ban nhân thành phố Mỹ Tho thì việc phong tỏa sẽ kéo dài 10 ngày. Trong thời gian phong tỏa, các chốt chặn phong tỏa kiểm soát địa bàn đảm bảo nguyên tắc bên ngoài phong tỏa, bên trong cách ly, người dân trong khu phong tỏa ai ở yên nhà nấy. Và thông tin tiếp theo chính là Ba Tri phát hiện đối tượng đi mua ma túy trong lúc đang giãn cách xã hội. Thì tối ngày hôm qua, ngày 18 tháng 8, tổ công tác đồn biên phòng Hàm Luông phối hợp với công an xã Tân Thủy tuần tra thực hiện chỉ thị số 16. Khi đến khu vực ấp Tân Bình, tổ tuần tra phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra trên người đối tượng. Lực lượng phát hiện một túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng. Qua làm việc, đối tượng khai tên là Đỗ Thành Tài, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Bình, Tân Thủy, Ba Tri, đi mua ma túy đá về sử dụng. Thì đồn biên phòng Hàm Luông tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra mở rộng và xử lý đúng quy định của pháp luật. Và thông tin nhanh trưa ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Trưa ngày hôm nay ngày 19 tháng 8 thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre thì từ 6 giờ sáng ngày hôm nay đến 11 giờ trưa ngày 19 tháng 8, Bến Tre có ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 mới. Thì tại thành phố Bến Tre là 1 ca là ở khu phố 2 phường Phú Khương. Đây cái ca này là người về từ thành phố Hồ Chí Minh theo diện đồng hương được cách ly y tế rồi. Mỗi ca nam là 2 ca là ở ấp Tân Hậu 1, xã Tân Trung. Cái này là do test nhanh sàng lọc tại bệnh viện. Ba Tri 2 ca là ở An Hội thị trấn. Cái này là test nhanh tầm soát khu vực phong tỏa. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 3 ca, ngoài cộng đồng là 2 ca. Thì đến ngày hôm nay Bến Tre có 1.453 ca mắc Covid-19, vẫn là 32 ca tử vong. Thì đến hôm nay Bến Tre có 800 ca đã ra viện. Mình cũng kết thúc nhanh bản tin trưa ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.